về kinh điển, về giáo lý, về con đường giải thoát giác ngộ. Có thể nói rằng là tôi được cứ thẳng tiến mà đi, đi lên, đi lên, cứ hướng lên dốc mà không hề có bị tuột. Điều đó là như thế. Cho nên hôm nay mà chưa đi như trưởng mời tôi về đây, cũng như là trong chuyến đi đại diện mời về đây, tôi sẵn sàng đi. Dù tôi biết sức tôi có yếu, có yếu, cái đó là chân lý, tất nhiên là phải có yếu. Nếu không yếu là không qua phải, là tùy thuận chân lý. Cho nên cái yếu là chuyện tất nhiên. Nhưng mà cái vấn đề mà của chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta, đệ tử Phật tu hành là phải tu giới, tu định tuệ, tức là giới định tuệ. Và từ giới định tuệ mà nó có ra giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên nếu mà chúng ta tu như thế nào đó, nếu chúng ta gọi là chúng ta giữ giới đi, ví dụ vậy, mà nếu giữ giới mà sai lầm, nó không có định được, nó không có biết thiền định là gì, chỉ giữ giới sai lầm thôi mà không biết tu thiền định là gì, thì không phải là cái của Đức Phật, không phải là những điều Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta là nếu chúng ta là giữ giới thì đương nhiên là chúng ta phải có thiền định. Thiền định có nghĩa là chánh định đó, phải có chánh định. Mà có chánh định ra thì là dứt khoát, thể có chánh định là có trí tuệ. Do vậy mà giới định tuệ, đạo Phật gọi đó là tam vô lậu học, tức là người đệ tử Phật phải học ba cái môn học đó để đưa chúng ta ra khỏi cái thế giới ta bà, mà đạo Phật gọi là cái thế giới kham nhẫn. Chữ ta bà tức là kham nhẫn. Mà ra khỏi thế giới ta bà, ra khỏi thế giới tam nhẫn, tức là nói một cách nôm na là chúng ta phải vượt ra cho được cái thế giới mà khổ đau, mà hàng ngày chúng ta phải chịu đựng. Cho nên cái chữ ta bà đó, ta bà, cái cõi ta bà đó, chúng ta nhìn là cái thế giới chịu đựng. Ai ở trong cái thế giới ta bà, tức là ai ở trong đó đều là phải chịu đựng hết. Chứ ta bà là chịu đựng. Mà tu giới là tu thiền định để cái thành quả của đó là trí tuệ. Mà có trí tuệ thì mới có cái điều kiện, đó là cái điều kiện để vượt ra cái thế giới ta bà, vượt ra cái thế giới khổ đau mà mọi người đều phải chịu đựng. Và từ cái giới định tuệ làm cái điều kiện ban đầu để đưa tất cả những người đệ tử Phật đến cái quả. Sau đó hai cái quả đó là giải thoát và giải thoát tri kiến. Tất nhiên là chúng ta tu là phải có giải thoát. Nếu chúng ta tu tập mà không có được giải thoát là chúng ta tu sai, dứt khoát là tu sai. Tu giới, tu định, tu tuệ, tuệ để được giải thoát, và để được giải thoát tri kiến. Mà nếu chúng ta tu giới, mình gọi là mình tu giới, mình gọi là mình tu định, mình gọi là mình tu tuệ, tức là tu tam vô lậu học, mà cái thành quả mà không có giải thoát và không có giải thoát tri kiến là ta tu sai. Tu sai là nói văn qua, chứ là tu đó là tu bậy, tu trật, tu uổng công uổng kiếp mà không có được gì hết. Do mình tu bậy, mình tu trật, nói theo văn hoa mình đó là tu sai, giữ giới sai,
do giới sai mà định sai. Định sai cho nên không có trí tuệ, tức nếu có là trí tuệ sai lầm. Cái thứ trí tuệ mà để biện luận, để bảo lưu những cái sai lầm, người ta bảo lưu những cái rất là nghe, rất là trôi chảy, nhưng mà kỳ thật là ta bảo lưu, ta giữ gìn cái bảo thủ kiến, thủ kiến cố chấp sai lầm của người ta, mà không phải trí tuệ chân thật. Mà nếu giới giữ đúng, tu định đúng, trí tuệ nhận thức đúng, là phải có cái thành quả là giải thoát tri kiến và giải thoát. Mà giới định tuệ giải thoát là giải thoát tri kiến đó. Cái từ đó trong đạo Phật ta gọi là ngũ thần pháp thân. Nếu mình học mình hiểu được cái đó, mình đúng theo đường lối Phật dạy rồi là mình có thể là mình thành tựu được, mình hòa nhập với cái năm cái phần đó. Đó là mình có thể trở về với cái pháp thân Phật, mình có thể sống với pháp thân của mình được. Tôi muốn nhắc cái đại chúng thế đó. Cho nên tôi muốn thưa với đại chúng là mình tu tập mỗi ngày mình phải có trí tuệ. Nếu mà mình tu tập là thí dụ 10 năm, 15 năm, 20 năm hay là 30-40 năm gì đó, mà trí tuệ của mình mà nếu nó dậm chân một chỗ đó, nó không có phát triển thêm đó, nó không có mở mang sáng suốt thêm cái gì đó, là coi như là giới sai lầm, định sai lầm, và không trúng cái nguyên nhân tu tập bồi dưỡng trí tuệ. Vì không trúng nguyên nhân tu tập bồi dưỡng trí tuệ cho nên là tu rất lâu mà không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì không bao giờ có giải thoát và giải thoát tri kiến được. Tôi nhắc nhở tăng ni trẻ về cái điểm đó. Cho nên xin thưa là chúng ta phải thành tâm, phải thật với lòng mình mà kiểm tra, để rồi tư duy, để rồi quán chiếu. Tư duy quán chiếu tức là hai cái pháp môn tu thiền định đó. Để tư duy, để quán chiếu soi rọi lại cái quá trình cũng như cái tiến trình tu học của mình, coi của nó có đem lại cái kết quả hay không. Chứ mình tu học dầu là mấy mươi năm mà gọi là kết hạ, mình có bao nhiêu năm tuổi hạ, mà cái quá trình cũng như tiến trình tu tập mà nó không có thành tựu là cái ngũ phần pháp thân đó thì coi chừng mình tu sai, tu bậy, tu trật, uống một cuộc đời. Cho nên tôi muốn nhắc cho đại chúng là phải lấy cái thành quả giới học, định học, tuệ học, rồi phải có giải thoát tri kiến. Tri kiến nhận thức đạo lý, chân lý của đạo, của Đức Phật dạy, mình phải bồi dưỡng mãi mà thật sự là có lên, có đi lên. Chứ mà dẫm chân một chỗ là đã sai rồi, sai lầm, cho nên nó mới không tiếp. Chứ mà cớ là người ta không đi thì thôi, chứ anh đi là phải có tới. Mà đi tới tức là đi, ta bằng lòng đi trên mặt đất mà đồng bằng, thì hễ có đi là phải có tới, có đến, có đi, có xa, con đường phải đi được xa. Còn như chúng ta là những người khắc sĩ, những người tu sĩ, chúng ta phải đi một đường dốc, khác hơn cái người bình thường đi đường đất bằng. Chúng ta phải đi đường dốc để đi lên cái đỉnh, cái đỉnh giải thoát giác ngộ. Cái đỉnh cao của đạo Phật là giải thoát và giác ngộ. Chúng ta phải đi trên con đường của ta, chúng ta khác hơn người phàm phu, người thường là chúng ta đi đường dốc. Cho nên nếu chúng ta đi mà đi đúng đường là càng ngày nó phải lên cao, rồi tới một lúc nào đó dứt khoát là nó phải lên tới đỉnh cao của cái núi gọi là cái núi Bồ Đề Niết Bàn.
Còn nếu mà mình đi mà nó dậm chân một chỗ là coi như là mình đi sai đi lạc rồi, coi chừng phải điều chỉnh ngay đó. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng, ở đây là chư ni chúng cũng như các Phật tử có mặt, chúng ta theo tôi muốn rằng là các vị chư liệt vị ni chúng cũng như là các Phật tử có mặt, chúng ta phải kiểm điểm lại cái quá trình tu tập của chúng ta, cũng như kiểm điểm lại cái tiến trình mà chúng ta đang đi tới, coi cái việc tu hành của mình ra sao, nó có đi theo cái đường giống đi lên hay không. Cho nên trên cái trường Phật học ở của thành phố Hồ Chí Minh đó, tức là cái trường mà bây giờ các vị giới thiệu nãy hơi dài đó. Nào là hiệu trưởng trường Phật học, hiệu trưởng trường Phật học chứ vẫn là âm trì địa ngục như thường, chứ không phải là cái chức hiệu trưởng đó rồi ngon đâu, không có. Rồi trưởng ban giáo dục tân ni cũng vẫn âm trì địa ngục như thường, chứ không phải có chức trưởng ban giáo dục tân ni đó rồi nói cái gì cũng trúng, không phải vậy. Đừng bao giờ tin cái chức đó. Trưởng ban giáo dục tân ni tôi hiện giờ là các vị phải coi như đồ bỏ, đừng bao giờ sợ cái từ đó. Coi như đồ bỏ, hiệu trưởng trường cao trung Phật học cũng coi như đồ bỏ, cũng là có khả năng âm trì địa ngục, và thậm chí chết đau khổ trong cái trường đó cũng có. Nếu tôi mà như người khác là tôi chết rụt trong cái trường đó, mà cái trường đó đã từng đã đưa ra một cái bình bông, một cái bát nhang và một cái búa, một cái dao lưỡi dài vậy, để tại cái thềm của cái giảng đường chùa Thiện Minh. Cho nên dầu là anh là hiệu trưởng trường Phật học, dầu anh là trưởng ban giáo dục tăng ni, anh vẫn có thể lãnh cái bình nhang với cái bình bông, là với cái dao yếm với cái búa đó lên bàn thờ ngồi tức khắc. Mà trong khi đó anh chưa muốn lên bàn thờ ngồi, nhưng mà anh vẫn dầu là hai chức, anh vẫn có thể lên bàn thờ ngồi bất cứ lúc nào. Vì vậy mà nhân cái việc đó, tôi muốn nhắc cái tăng ni rằng là đừng có tin nó chức tước địa vị, mà các vị có thể tin là tin cái gì tôi sắp nói, tôi sắp tặng, sắp cúng dường cho các vị, chứ còn cái chức tước đó bỏ nghiêng và thềm hạng ba mà chưa. Đó là nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của cạnh tranh, nguyên nhân của chết chóc bất dư ý, bất bình thường. Cho nên hôm nay tôi về đây, tôi thành thật tôi nói với đại chúng là những gì tôi muốn nói, những gì tôi nói trong cái quá trình là cả 50 năm nay, và những gì tôi đang nói cũng như những gì tôi còn sẽ nói, là còn cái sẽ nói đó thì không có bao nhiêu, còn cái mà tôi đã nói, đang nói với cái bản hoài, cái lý trí của tôi đó, tôi nói gần tới bữa nay là gần như là hơn 90%, hơn 90%. Cái gì tôi muốn nói để gửi đến tăng ni trẻ, để gửi đến Phật tử gần xa, để cúng dường cho các vị, thì tôi đã nói gần như là hơn 90%. Còn những cái mà là từ đó, từ 90% trở lên tôi sẽ nói, và để hy vọng rằng là gửi đến tăng ni trẻ, gửi đến Phật tử gần xa để cúng dường đó. Thì tất cả những cái đó hơn 90% tôi đã nói rồi, và bây giờ đây đang nói để tiến lên lần lần cho tới 98, 99, thậm chí 100% cũng được. Nhưng mà bây giờ thì mới chỉ hơn 90% thôi, thì cái đó là được
được ghi vào. Nhờ cái khoa học của thời đại và cái văn minh của thế kỷ 21, 21 ngày nay, ta có nhiều cái phương tiện để ghi âm, để ghi tiếng, để ghi hình. Cho nên cái đó là bây giờ nó còn ghi những cái mà tôi đã nói đây 20-30 năm vẫn còn. Và đang nói cũng như những cái tôi sẽ nói, có thể nó vẫn còn tồn tại. Cho nên là trong bữa hôm nay là tôi xin hỏi, để cái này tôi xin hỏi là hôm nay có Phật tử nào mà đem cái đĩa mà họ đã vô đĩa MP3 đó gửi cho đi trưởng ở đây đó, là có ai được nhận chưa hả? Xin có ai là đại diện nhận trả lời cho tôi biết, ai là người nhận cái đó? Có ai là người nhận không? Đâu gì gì nào, nó làm ơn nói giùm tôi đi, nhận được bao nhiêu? Ai là người mà nhận được bao nhiêu? Và người ta cúng vô nên để nói là nhận để làm gì, cho ai hay sao, có không? Lại đây để tôi có cái việc nó sẵn đây tôi nói luôn mà. Người ta có dặn gì không? Dặn một con để cúng dường đưa nay xuất phát. Bây giờ nó như thế này ha. Thôi được rồi. Tôi xin thưa cho toàn thể đại chúng biết, nếu có thể được, hoặc là xuất phát hoặc là không xuất phát, mà thí dụ như bây giờ vậy nè, theo cái dụng ý tôi biết đó, là cái nhóm mà họ phát tâm họ làm cái đĩa họ cúng dường đó đó, là hình như họ có xin cái số liệu tăng ni kiết hạ người ở đây. Đại để như đây là hồi đó nói bao nhiêu, 200 mấy phải không? À, đại để vậy đi ha. Thì hình như là nếu mà họ xin cái số liệu 108 thì trong đó có 180 cái đĩa. Thế thì tôi cũng xin báo cho toàn thể chư liệt vị chư ni ở tại trụ xứ cũng như là ở xa tới đây kiết hạ, thì coi như mỗi một người vậy đó, thí chủ người ta là cúng dường cho một vị chư ni mà kiết hạ cư đây là một cái đĩa đó. Cho nên là dầu có đi xuất bát hay dầu không đi xuất bát, mà có danh sách kiết hạ cư ở đây, là mỗi người có cái đĩa đó, có cái phần đó, phải chia bình đẳng cho những người đó mà thôi. Còn những người không phải là danh sách cái hạ cư thì nếu cần thì xin cái người khác, hoặc cái lần khác, hoặc là hỏi tôi cũng có thể cúng dường cho các vị đó sau này. Còn tôi xin nhắc là cái thùng đó là của 130 vị mà thí chủ người ta đã nhận cái danh sách. Bây giờ mỗi người đều là được quyền có cái đĩa như vậy, đưa bây giờ cũng được, hoặc là để trưa là đi qua đường rồi đưa cũng được, nhưng mà nhất định là phải đưa tới tay cái đĩa đó. Dường như là tôi triển khai những cái phần giáo lý tứ diệu đế của đạo Phật, toàn bộ trọn vẹn giáo lý tứ diệu đế của đạo Phật, mà cái giáo lý tứ diệu đế đó nó có bốn cái tên gọi là giáo lý sinh diệt tứ đế, rồi vô sanh tứ đế, rồi vô tác tứ đế,
Vô Lượng Tứ Đế, Vô Tát Tứ Đế, bốn cái thứ tứ đế này đó. Là tôi nhớ rằng những năm trước tôi có giới thiệu qua cho chư ni chúng khất sĩ ở đây. Thì cái đó nếu mà chư liệt vị tăng ni cũng như Phật tử mà có để tâm mà học mà nghe đó, thì không phải là chỉ có cái đĩa băng này đâu. Hiện giờ tôi là gần có mấy trăm cuốn, mấy trăm cái thời giảng vậy nè, thời giảng 90 phút có mấy trăm, gần cả ngàn thời, hơn gì nữa không chừng. Do vậy mà nếu như tăng ni mình có ý muốn nghe những cái gì của tôi nói thì bây giờ đã để là cho một ngàn lần giảng của tôi từ mấy chục năm nay đó, trước sau như một. Cái nguồn tư tưởng của tôi là không có thay đổi gì hết, trước sau như một. Cho nên là tăng ni cũng như Phật tử trẻ, nếu mà bằng lòng mà nghe cái nguồn tư tưởng mà của tôi triển khai và truyền đạt đó, thì các vị có thể là có nhiều băng nhiều đĩa lắm cơ. Nhưng mà cái bộ đĩa mà thâu băng ở trong cái tập mà thí chủ ta cúng dường cho các vị mới đó là chỉ có tứ diệu đế, gọi là sinh diệt tứ đế ở trong bốn thứ tứ đế mà giáo lý toàn bộ của đại thừa cũng như tiểu thừa đều phải học cái bộ cái nguồn giáo lý tứ đế đó. Mà trong đó hình như là 40 lần, 30, trong cái đĩa đó có lẽ là hơn 30 lần giảng của tôi. Bởi vì một lần là 90 phút hoặc là 80 phút, mà trong đó tôi triển khai là gần 40 lần gì đó. Thế thì nếu mà tăng ni mà bằng lòng nghe thì tăng ni ngoài cái giờ mà mình sinh hoạt ở trong lớp của các pháp sư tới triển khai cho tăng ni đó, nếu các vị bằng lòng nghe đó thì các vị nghe trong đó có thể là 40 lần, giống như 40 lần mà tôi nói này, giống như 40 lần tôi đến đây mà nói với các vị vậy. Nhưng mà trong đó là rõ hơn nữa cơ, rõ hơn cái mà tôi đến đây để tôi nói, để triển khai, để cúng dường cho Kim Mi với Chư Phật tử. Vì sao mà tôi nói trong đó rõ hơn? Là bởi vì trong đó tôi nói thật lòng mình và nói thẳng mà không có nói với ai hết. Nói thẳng đây là dựa vào cái đường lối, cái lời Phật, cái ý kinh, triển khai theo cái lời của Phật, triển khai theo cái lý, cái chân lý của kinh điển, của chân lý vũ trụ, mà không có dị tình ai hết. Cho nên những lời trong đó nói ra đều là rất là thật, thật với lòng mình, thật với chân lý của vũ trụ, và nó thật đúng theo cái lời Phật dạy và cái ý mà kinh điển chứa đựng ở trong đó muốn dạy cho người đệ tử Phật cái gì. Thì những cái vấn đề đó tôi triển khai ở trong cái băng nó rõ hơn là tôi nói ở đây. Thí dụ như ở đây tôi cũng giảng về giáo lý tứ đế mà tôi nói không rõ bằng những cái mà tôi cúng dường cho các vị. Là tại vì là tôi nói cái kia đó là nói hết cái thâm ý của kinh, nói hết cái ý tứ của Phật muốn truyền trao cho mình và muốn nhắc nhở tự mình
và để gửi đến cho tăng ni trẻ và Phật tử trẻ gần xa, muốn nói hết về cái gì của mình muốn nói, muốn cúng dường, muốn dâng tặng hết cái gì mình muốn cúng dường, muốn dâng tặng. Chứ thí dụ nhà ở đông vậy, không dám nói hết. Tôi nói hết là có thí dụ như trong Phật tử về mà có chừng 20 người, người ta đứng dậy, người ta hơi khó chịu, thì nhăn cái mặt ta chút, ta đứng dậy ta đi thì thầy làm cho tôi dầu cho có cái gan, mà có gan cái bằng gan trời đi nữa thì ta cũng sao xuyến. Hoặc là trong hàng tăng ni về mà có vài ba người bực bội bỏ đi thì tôi có gan trời đi nữa tôi cũng sao xuyến, tôi nói không có được. Do vậy mà tôi phải di tình ngừa trước một số người ta không chịu được, người ta không nhất trí như mình về cái lời mà mình triển khai ra đó, người ta bỏ ta đi. Mà bỏ đi thì là mình, nếu nói cho thông thường là mình khủng hoảng tâm thần, mình bấn loạn tâm thần, cái mình bị khiếp đảm, cái mình nói không được nữa. Do vậy mà nói còn phải chừa lại. Còn cái mà tôi nói trong băng là không có chừa lại, nói trọn lòng mình, nói hết ý Phật, nói hết lời kinh, dân cúng ở trong đó. Do vậy mà các vị nghe có thể là các vị có những cái mà các vị không vừa lòng đâu. Nhưng mà tôi xin thưa trước là các vị phải bình tâm, nghe bằng khách quan, nhận thức bằng lý trí thì các vị ít bực bội. Còn nếu mà các vị mà có ý kiến, cái ý tứ mà bảo thủ cái ý kiến của mình á, với mình nghe với một tâm hồn mà không có khách quan á, là các vị nghe cái đó cũng bực bội lắm mà không nghe nổi nữa. Cho nên tôi xin thưa trước vậy. Bởi vì cái thời gian mà tôi đến đây để nói những cái gì cho tăng ni đó là coi như có hết rồi. Cho nên bây giờ gọi là một thời thuyết pháp mới, không có gì đâu, tôi không có cái gì thuyết pháp mới hết. Cho nên hôm nay là tôi có nhắc lại như vậy, có nghĩa là cũng chỉ là nói lại, nhắc lại những cái cũ mà thôi. Nếu mà chư liền vị tăng ni trẻ cũng như Phật tử muốn nghe cái điều đó, chúng tôi có thể sẵn sàng cung cấp cúng dường, thậm chí là không có tốn phí gì cũng được. Nhưng mà cái đó khó nghe. Và nói cụ thể hơn là nếu như qua cái buổi này, qua cái thời mà chúng ta gặp gỡ đây đó, mà tăng ni trẻ cũng như tăng ni ở cái thả mà muốn nhận thức được cái gì của tôi truyền đạt cho các vị, là các vị cứ mở cái băng đó mà nghe. Các vị nghe được 40 lần thay cho cái thời giờ này. Thì giờ mà tôi cùng các vị mà phải ngồi đây đó, và các vị ở trong cái đơn của mình, cái liêu của mình thôi, mà có thể các vị nghe 40 lần. Rồi sau đó nếu mà các vị có cái máy tự do ha, thì các vị nghe 100 lần cũng được. Tôi học có cái tôi nghe phải cái 100 lần, chứ không phải nghe lần 2-3 lần. Có những cái thư kinh mà vừa nghe vừa đọc, vừa đọc tới đọc lui á, nghĩa là bao nhiêu chục lần cho tới cả trăm lần. Cái đó mà học 2-3 lần là rồi đó, cái đó học để thi, ráng học, học gạo. Mô Phật kính bạch Hòa Thượng, có quý sư con hỏi là ngày xưa Phật dạy ra bát chính pháp là đúng, nhưng hiện nay chúng con rất thắc mắc về những vị đi trước, tức là Hòa Thượng là tuổi cao rất trọng mà có tính để một vị tăng tỳ kheo như vậy có đúng hay không, mô Phật? Đức Phật đã cái câu hỏi này là đã đồng ý rằng Đức Phật là chế ra bát kinh pháp, coi như là đã nhất trí đồng ý với Đức Phật rồi. Cái ý của cái câu hỏi này, nhưng mà ngày nay có những vị tỳ kheo mới thọ giới, thí dụ vậy, mà những vị ni trưởng 70-80 tuổi hạ mà phải tôn kính vậy có đúng hay không? Cái đó đúng chứ, không đúng cái đó Đức Phật đâu có đặt ra chế. Nhưng vấn đề là ở chỗ này, các vị ni trưởng 70 hạ kính một vị tỳ kheo 1 hạ,
không có gì lỗ lạ hết. Bởi vì mình 70 tuổi hạ mà kính một ông mới tu 1 tuổi hạ, hay nói cách khác là mình là 70 tuổi mà mình vẫn phải coi có cái quyền tôn trọng cái mạng con người bình đẳng với một người 1 tuổi. Vậy thì là cái người lớn tuổi đó lỗ lã hay sao? Không có, đừng sợ lỗ lã. Dầu là 1 tuổi nhưng mà họ cũng là một con người, còn mình là 70 tuổi mình cũng là một con người. Cho nên nếu mình xâm phạm con người này với con người khác thì luật pháp họ cũng trừng trị mình. Đó là nói về mặt thế gian. Còn nói về vị tỳ kheo tăng 1 tuổi hạ hay là 10 tuổi hạ mà mình 70 tuổi hạ mà mình tôn trọng họ, vậy là mình có thiệt thòi lỗ lã? Không có đâu, cái đó là dữ lắm. Bởi vì Đức Thế Tôn dạy tất cả đều là vô ngã. Mà nếu mà mình hạ mình xuống, mình coi mình không còn chấp cái bản ngã, không còn chấp cái tôi, cái ta, mà mình tôn trọng một vị khác là mình là cái người đã vượt ngã tốt lắm. Đức Phật khen ngợi là lãnh gái cưng của Phật rồi đó. Chưa còn nói nữa. Còn một cái nữa tôi nói thí dụ, cái vị tỳ kheo mới thọ giới 1, 2, 3, 4 hạ gì đó mà mình thấy rằng cái tư cách, cái đạo phong, đạo cốt, đạo phong, đạo hạnh của họ không có, thì xin lỗi, cái bằng kính như viễn chi gặp thầy cái là hello, how are you, goodbye, see you again, mà không có again, see you again nghĩa là hẹn gặp lại mà không hề gặp lại. Cái đó là ta gọi là kính như diễn chi, nghĩa là mình gặp nhau mình chào cái gì đó, chào thưa thầy, dạ chào thầy, dạ thầy khỏe chứ, dạ xong rồi là không cần bao giờ tìm gặp. Lo mình tu theo cái giới, cái định, cái tuệ của là Đức Phật dạy riêng cho mình cũng như dạy chung cho tăng sĩ, mà mình không cần gặp cái vị đó để rồi mình phải vừa chào vừa giả đò kính quý mà trong bụng mình không vui, cái đó mình lỗ. Cho nên cái đó là thứ nhất là phải nghe lời Đức Phật là đúng. Mà nghe lời Đức Phật chỉ có lợi là mình giết cái bản ngã cho mình, của mình. Đó là mình là con gái cưng của Phật. Nữa là Thạch Hòa Thượng, ta xin phép được hỏi về pháp tu thiền tri vọng. Lâu nay con đã cố gắng thực tập, nhưng lúc đời ghi già hoặc ngồi một mình thì con lại thấy mình nghĩ hết việc này đến việc khác, ý thức một chút thì lại có chuyện khác để nghĩ nữa. Vậy con phải làm sao? Xin Hòa Thượng từ bi nói rõ hơn về pháp môn này và làm sao để hết khỏi vọng niệm. Mô Phật xin hết. Mà có đề cập tới vấn đề tri vọng, tôi muốn mời vị ni sư hay ni trưởng gì đó nói cái bài này lên, mời đây dùng cho tôi hỏi chút xíu để tạo cái cớ để trao đổi cho đại chúng. Ai là người đặt ra câu hỏi này? Do đây cho nên tôi mời nè. Cái này đừng có ngại gì hết á, lên đây để mà trao đổi mà. Mà mời lên đây đừng có ngại gì hết á, không có gì, mình còn đệ tử Phật mình đang học mà. Mời lên đây. Hả? Không biết lên này, giờ tôi làm sao tôi biết cái tiếng tri vọng ai dạy mà tri thì sao? Ai là cái người dạy cái phương pháp ngồi thiền tri vọng? Rồi còn tri là tri thì sao? Mà ai dạy để làm gì? Cho tôi hỏi cái đó rồi tôi mới nói rõ mới được. Nói đại đi, sợ cái gì? Bất tri tắc vấn, bất năng tắc học. Không biết thì hỏi, mà không hiểu thì phải học. Tôi nghe cái chữ tri này nhiều lắm, nhưng mà vọng là phải là cái gì và mình làm sao để mình tri? Cái đó cái người hướng dẫn người tu thiền đó là phải nói rõ cái đó người ta tu mới được.
Cái này tôi có thể nói luôn mấy lần vậy nè, mấy lần sinh hoạt nguyên buổi vậy nè. Ví dụ người ta dạy mình phải tìm giọng, tìm giọng là phải suy giọng. Rồi cái người dạy đó ta biểu mình phải dựa vào ở đâu mà mình tìm vọng, tìm cho gặp vọng rồi phải tri vọng, phải biết đó là vọng. Có phải vậy hay không? Có phải vậy không hay là sao? Vấn đề đó đó. Ai đặt ra mời ta nói rõ giùm tôi chút đi. Chứ bây giờ nếu mà tôi đem hàng ra tôi bán xôi là tôi đổ vô một đống bằng cái nhà vậy nè. Mà những người mà người ta đi, người ta muốn cái mà người ta muốn mua đó nó không có. Cho nên tôi muốn nói là mình phải đưa ra cái tên đàng hoàng. Đây là cái bình thủy, là ai muốn cần bình thủy là mua bình thủy. Ai đây là cái bình nước lạnh, ai muốn uống nước lạnh mua nước lạnh. Lỗi, để tôi cho cái đồng hồ này cho nó thống nhất chút xíu đi. Coi như còn 15 phút nữa. Đúng không? Kính thưa toàn thể đại chúng, tôi rất muốn đề cập về vấn đề. Vấn đề là tu thiền và tu tịnh. Tôi rất muốn đặt vấn đề đó nói với tăng ni trẻ ngày nay, với Phật tử trẻ, Phật tử ngày nay. Nhưng mà rất tiếc là cái giờ mà 90 phút, tức là 1.5 tiếng đồng hồ như thường thường lễ sinh hoạt đó, không có thấm thía vào đâu. Cho nên nếu muốn học Phật chúng ta phải nhớ cái lời của Lenin. Tôi nói Lenin là nếu mà những người ngoại quốc họ nói tôi chắc tại chùa quốc danh. Chứ không phải tại chùa chánh gốc. Nhưng mà ông Lenin ông có nói một câu mà tôi rất là chịu. Chúng ta phải học, học nữa và học mãi. Đấy, ý tôi muốn nói là câu đó. Mà câu đó là từ ngày mà sau cái 75 hòa bình rồi thì có cái câu mà nó là học, học nữa và học mãi. Ở dưới đó có đề cái chữ Lenin, tức là lời nói của Lenin. Và sự thật là đệ tử Phật chúng ta phải học, học nữa và học mãi. Mà câu đó ai nói chúng ta cũng thấy câu đó có giá trị lắm. Chứ không phải chỉ có Lenin nói mà nó có giá trị, mà người khác nói không có giá trị. Không phải vậy. Câu đó rất có giá trị. Người xưa người ta nói cái câu khác. Người xưa người ta nói là càng học càng thấy mình dốt. Do vậy cho nên phải học hoài. Cái lời văn nó khác nhưng mà ý nghĩa nó giống như cái lời của Lenin nói đó. Phải học, học nữa và học mãi. Người xưa thì gọi là càng học thấy chúng ta, càng học thấy càng dốt. Cái đó có thật. Cho nên trên cái bước đường mà tu học của chúng ta đó, tăng ni trẻ cũng như Phật tử trẻ, chúng ta phải văn gì từ từ như tu. Đó là cái lời nói của Đức Phật nói để mấy ngàn năm trước tất cả những lời nói của những người mà ta biết. Nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới phải ứng dụng, phải thực hành. Nhưng mà tôi xin thưa với đại chúng, hiện giờ Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đây là nói riêng, nói nội bộ thôi,
còn nói rộng ra là Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng rất là sâu động. Về cái mặt tích cực, các vị tiền bối tổ sư ở Trung Quốc cũng có những vị tiền bối triển khai cái giáo lý thật là đúng với cái ý nghĩa vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, nó sâu sắc vô cùng vô tận, nó màu nhiệm vô cùng vô tận. Bá thiên giả kiếp nan tao ngộ, dù trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp cũng không dễ gì mà gặp được cái giáo lý sâu sắc thậm thâm này. Do vậy mà ngã chim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Do nó sâu xa, nó màu nhiệm, nó khó gặp như vậy, cho nên là ngày hôm nay chúng con được thấy, được nghe và được học tập, được hành trì. Cho nên chúng con nguyện tìm hiểu kỹ về cái giáo lý chân thật, cái nghĩa chân thật của Như Lai. Cái câu đó truyền thống ta nói là của Võ Tắc Thiên. Bà Võ Tắc Thiên viết ra cái bài kệ đó. Thế thì bà Võ Tắc Thiên là một người của Phật giáo, một người của Trung Quốc. Cũng như các bậc tiền bối khác của Trung Quốc có những gì đã từng để lại những cái lời kinh, những cái lời dạy, những cái chú thích rõ là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, rõ là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nhưng mà ngược lại, trái lại cái vấn đề mà ta vừa nói, cũng ở trong Phật giáo Trung Quốc để lại cho ta ngày nay không biết bao nhiêu những cái sạn sỏi cát bụi sai lầm mà chúng ta không có cái người để mà lựa ra. Chưa có cái người để lựa ra. Cho nên cái việc mà tu hành của Phật tử gần xa hiện nay, cũng như cái việc tu hành của tăng ni trẻ thời hiện đại, chưa biết đường đâu để mà theo. Chưa biết đâu là cái người mà cầm đuốc sáng để dẫn đường đi đúng. Chưa biết đâu là nhất manh dẫn quần manh. Có khi một người đuôi mà dẫn cả ngàn ngàn người không thấy được, thì cái gọi là dẫn đường đó, nên đâu có dẫn đi đâu được. Một người mù mà dẫn cả ngàn ngàn người mù thì làm gì được. Còn cái người mà cầm cái nút sáng mà để rọi soi đường, dẫn dắt rồi cái người đi đúng đường thẳng lối để đi tới cái đích đến mình muốn đến, cái đích giải thoát giác ngộ mình muốn đến, thì cái người đó biết đâu mà lựa. Trong kinh điển gọi nó là phải gặp minh sư, mà minh sư thì đâu có dễ lựa, không dễ lựa minh sư. Đã chưa có trình độ, chưa hiểu biết, chưa học được Phật thì người ta mới là tìm thầy ta học Phật. Nhưng mà khi tìm thầy là tìm ở đâu? Tìm ở trong các cái chùa, các cái am, các cái tự viện chứ đâu. Nhưng mà vô chùa, vô am, vô tự viện rồi thì biết ai là minh, ai là thông minh, làm sao lựa được. Cho nên cái đó là cái mà tôi rất ưu tư, tôi lo lắng, mà tôi thương xót cho tự thân mình, cũng như tự thương xót cho tăng ni trẻ, cũng như Phật tử gần xa thân mến trẻ. Làm sao biểu người ta chọn minh sư, lấy gì mà người ta biết được minh sư? Mà nếu không có minh sư là mình gặp tà sư là mình tu sai lạc hết, giữ giới sai lạc. Mà giữ giới sai lạc rồi tu định sai lạc. Tu định sai lạc thì cái là giới định, mà sai lạc thì trí tuệ không bao giờ là có cái trí tuệ để đi tới đến giải thoát và giải thoát tri kiến của Đức Phật dạy được hết. Đức Phật dạy tu hành giải thoát, Phật tìm cho được cái nguyên nhân của giải thoát. Mà trước khi mà muốn tìm được cái giải thoát đó là mình phải có cái giải thoát tri kiến cái này. Mà giải thoát tri kiến mình không có. Nói thì xin lỗi trước, chứ đã vào chùa đàng hoàng, trên chùa thờ 40-50 ông Phật đủ thứ tên,
mà hỏi vị minh sư đó có phải minh sư chưa có gì bảo đảm. Thế thì Phật tử tụi con, tăng ni trẻ tụi con mới tìm minh sư ở đâu đây? Làm sao để có minh sư đây? Chùa của Hòa Thượng, chùa của Ni Trưởng, Ni Sư gì đó, thờ 450 Phật. Trong đó có Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân. Trong đó có Nhất Điện, Bình Đẳng Dương, Nhị Điện là Tống Đế Dương, là vân vân cho tới như là Chuyển Lâm Thánh Dương, là Mười Vị Thập Điện, ngồi có hàng đó. Chưa kể là đời nay ta có thờ Tam Tạng, Sa Tăng, Bát Giới nữa. Thế thì là chùa nào là chùa có minh sư? Mà nếu các cái chùa đó thờ đủ thứ tập lục như vậy đó mà không phải minh sư thì tìm minh sư ở đâu đây? Cái đó là cái mà tôi lo hết sức, mà cũng không biết nói với ai. Cho nên chỉ có một cách là còn nói với một mình, vừa vào lời Phật, vừa vào ý kinh. Cho nên các vị nghe những cái băng tôi giảng là tôi nói là hoàn toàn là tôi ứng dụng bằng cái cơ sở nào, dựa trên cái lời Phật nói ở đâu, kinh nào, dựa trên cái ý kinh mà kinh nào, để tôi phát biểu ra, tôi triển khai ra cái ý mà của tôi nói. Bởi vì tôi biết là cái ý của tôi nói đó không phải Phật tử là cần xa dễ nghe, không phải là tăng ni trẻ dễ nghe. Đương nhiên là không phải là khó nghe và không phải là không làm được, nhưng mà khó nghe. Khó nghe là gì? Nó trái lại với cái tập quán, cái truyền thống mà cả, có thể nói cả ngàn năm, thậm chí hơn cả ngàn năm dẫn dắt tu hành. Cái đúng thì mình tiếp thu thì ít, mà còn mình lượm lặt với cái tà kiến, cái thân kiến, cái biên kiến, cái tà kiến, cái kiến thủ kiến, mình lượm lặt gần như là trọn vẹn. Tôi xin lỗi Phật tử đây đông vậy nè, mà được bao nhiêu người hiểu rõ thân kiến là gì? Có, nhưng mà ít lắm. Mà cái thân kiến đó gần đây là có số Phật tử nghe của tôi, nghe của tôi với một tinh thần chịu đựng phải cô lập. Xung quanh người ta không mê mình, ta không thương mình nữa, mình bị cô lập đó. Mà cái người nào chịu được nổi cái đó thì mới có hiểu được cái nghĩa thân kiến là gì để mà bỏ nó đi. Còn cái thành phần Phật tử có nghe của tôi rồi, nghe 5-10 bộ kinh có, nhưng mà hỏi biên kiến là gì, chưa có mấy người biết rõ được. Chưa có mấy người mà trình bày một cách rõ tường tận thế nào là biên kiến. Còn với tà kiến thì xin lỗi, 98% quả quần lắm mới có 2% thôi. Còn 98% là cái tà kiến chưa bao giờ bỏ. Dầu là có nghe tôi, dầu có cuốn tiền mới bỏ đây nè, mới bỏ sẽ chờ đây nè. Mà nếu mình đem ra tra hỏi chứ tà kiến bỏ hết chưa, chưa chắc là dám nói và bỏ hết. Hỏi vừa vào đâu mà dám không nói chắc là mình chưa bỏ hết. Đây không nói nữa, câu đó không dám nói nữa, câu đó để nghe trong băng á, chứ bây giờ không nói được. Tôi nói như vậy có nghĩa là Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ còn thân kiến nhiều lắm, còn biên kiến nhiều lắm, còn tà kiến rất là dữ. Các vị nghe tôi vậy đây, chứ mà đi cúng bà chú xứ cho nó một, lúc nào đó lại đi cúng bà chú xứ cho nó hai ở Tà Vinh, rồi lúc nào đó nghe nói ông Từ Thông vợ ông lên trên Lâm Đồng rồi ông làm cho cho nó ba sảnh cũng cúng luôn. Rồi nghe có một thầy pháp sư nào đó, ông đi ra ngoài miệng Phật ra Phan Thiết, ông thích biển, rồi ông làm cho miễu Châu Đốc 4 ông ngoại cũng cúng luôn. Mà tôi thưa các vị, Châu Đốc đã là bà chú xứ Châu Đốc, mà tại sao lại có Châu Đốc 2, Châu Đốc 3, Châu Đốc 4 là nghĩa làm sao? Làm sao các nghĩa được? Thế bà ở Lâm Đồng thì bà ở Lâm Đồng, bà Châu Đốc Lâm Đồng, chứ sao là bà Châu Đốc và Châu Đốc Lâm Đồng, Châu Đốc 4 Lâm Đồng,
Còn nếu mà bà xuất xứ ở Phan Rang thì bà ở Phan Rang chứ sao lại là Châu Đốc Năm ở Phan Rang là sao? Vậy mà người ta lập bao nhiêu cái miếu Châu Đốc, Châu Đốc Một, Châu Đốc Hai, Châu Đốc Ba, Châu Đốc Bốn gì là các vị có thể để cúng đều đều hết. Đó, một chuyện rất là quái quâm lạ lùng mà có thật. Còn một chuyện lạ lùng nữa mà cũng không dám nói, bây giờ tôi mời các vị nghe thôi à. Nghe trong bàn có hết rồi mà ở đây thì không dám nói. Đại để là thanh kiếm chúng ta còn phải học kỹ lắm. Biên kiếm, tà kiếm, ba cái đó học kỹ lắm. Được kiếm thủ kiếm cũng phải học kỹ lắm. Kiếm thủ kiếm tôi nói ví dụ như cái câu hỏi mà về vấn đề một vị ni trưởng mà tôn trọng một vị tỳ kheo mới cái xã đó, vấn đề đó các vị nếu mà tham thiệt chút là các vị phải nắm cái đó đó. Mình 100 tuổi hạ kệ mình, 100 tuổi hạ có nghĩa là cái bản ngã của mình phải giật tận bùn non, tận dưới sâu dưới đáy bùn non mới là quý. Cho nên bất cứ cái ông nào họ nói ông gì ở nó cần lại ta lại chơi, lại chơi nhưng mà đừng có cái là mời vô đãi cơm không đãi à. Bởi vì tôi biết ông là không có ngon lành gì, đãi cơm mất công cực khổ, học trò tôi không đãi, nhưng mà đều mấy ông biểu tôi lại, Phật dạy nói lại ông đó không có sao hết. Lại ông đó tôi còn bị chứng tỏ rằng là tôi nghe lời Thế Tôn, cái bản ngã của tôi quá sức bây giờ nó bay mất từ cái bản ngã này. Một người mà lẽ ra không ai quý được, vậy mà vì là dạy Đức Thế Tôn tôi đã làm được việc đó. Cho nên cái câu hỏi nãy là gì chứ mà nó là một đối tượng thiền tu hay lắm, tốt lắm đó. Cái đó ta gọi là tri vọng, diệt vọng là vậy đó. Cái thiền mà câu hỏi nãy mình học đạo, mình đọc cái đó mình phải tri. Tri tức là dựa vào cái đó mà tư duy, mà quán chiếu, mình mới biết rằng là cái điều Đức Phật dạy là đúng. Mà còn đem ra câu hỏi có nghĩa là các vị chưa tri đó. Mà chưa tri vọng thì các vị làm sao biết vọng đồng mà diệt vọng. Cho nên trong câu hỏi đó chúng ta thấy rằng là chúng ta có tri hay là không. Chúng ta biết là lời dạy của Phật thật sự là không đúng, nhưng mà tại vì muốn sang bằng cái chế độ giai cấp của Ấn Độ, cho nên Đức Phật mới đưa ra một cái pháp môn tối ưu phương tiện để mà bắt ép bên đi phải phục tùng bên ta. Chứ bằng không là hồi đó là cái xã hội Ấn Độ họ làm loạn ấy. Cái chế độ bên Trung Quốc và gần như cả thế giới, mà thứ nhất là bên các nước phong tục của Á Đông, cái người phụ nữ là tại gia tùng phụ xuất giá, tùng phu phu tử tùng tử, ở nhà thì theo cha, gả cho người thì theo chồng, chồng chết rồi theo con, chứ không được bao giờ có cái tự do nào hết. Do vậy cho nên là cái người nữ bây giờ là bên Thiên Chúa ta đâu có cho người nữ thuyết pháp, gọi là sơ sơ đó. Mấy bà sơ đó là để làm từ thiện thôi à. Ấn Độ mà đó mà nếu mà không cho bác cái, không bắt làm bác cái pháp đó là Ấn Độ vật cái phần ca lại rồi. Ông dám để cho càng nữ đó, ông cưng nó lắm hay sao? Đưa nó ngang hàng với hàng tăng chúng đâu có được. Nhưng mà nhờ bác là bác chính pháp, nếu ai lại hỏi sao lại ông lại loạn ngôn, ông không kể gì luật pháp xã hội, hàng phụ nữ đâu có ra gì mà ông cho ngang bằng, nó có chứ, cái ta có bắt nó rồi, ép nó rồi, là giàu cho bên nữ lên tôn 100 tu hạ đi nữa mà ông thì theo mới thọ giới cũng phải kính đấy, điều kiện cái ta nữa đâu có bằng nữa. Đó là gọi là cánh cửa phương tiện là vậy. Nhưng mà bây giờ thì thời đại nó khác rồi. Nữ giới ta đưa lên mình quyền, nhưng nam giới trên thế giới cũng vậy, mà Việt Nam mình cái chiều hướng nó cũng vậy. Do vậy cho nên nguyên tắc của thế tục thì mình không cần làm theo của Đức Phật hồi xưa. Nhưng mà vì Đức Phật xét kỹ ra lời Phật dạy là đúng, đúng vô cùng đúng, xưa đúng mà nay cũng đúng.
Bởi vì nếu mà tôi 100 tuổi hạ mà tôi tôn trọng một người nam mới tu 1-2 năm mà bất hạnh nết không tốt, nhưng mà tôi vẫn kính quý, có nghĩa là tôi đã diệt cái vọng tưởng, cái điên đảo của cái bản ngã tôi rồi. Do vậy cho nên ông là thuộc về cái ngã sở hữu. Tôi coi ông như không có trên cõi đời này. Thí dụ như vì lẽ gì đó mà tôi phải lễ ông một lễ, tôi coi như tôi không có lễ ông. Nghĩa là ông không phải là cái đối tượng để cho tôi lễ. Như vậy thì cái tâm của mình nó rỗng rang, nó thanh tịnh vô cùng, thì mình có xấu hổ gì đâu. Ai đó gọi là mình xấu hổ, ai đó gọi mình thấp hèn, thì kỳ thật là mình cao tột. Cái tâm hồn trong sáng cao đẹp của mình nó hòa quyện vào trong cái không gian vô tận, thì mình lời chứ đâu có lỗ. Cho nên là cái đó cũng là cái đối tượng thiền đó. Cái đó là gọi là tri vọng, là diệt vọng đó, chứ còn tìm ở vọng đâu nữa. Cho nên tu thiền mà người ta giải sai là chết á. Cái chữ tri này nè, tôi muốn ai giải chữ tri? Tri là tri cái gì? Ngày 11 tháng 3 ở bên Nhật động đất vậy đó, cái nhà máy điện nguyên tử vậy đó, là nó phóng xạ ra chết là hết thảy là vừa chết vừa bị thương vừa mất tích là 26.000 người. Cái đó có phải vọng chưa? Cái đó lấy làm cái đối tượng tu thiền được hay không, hay là phải ngồi gần ngủ vậy để tìm cái vọng để diệt vọng? Sụp đất ở Myanmar chết mấy trăm người, cái đó có phải vọng chưa? Hiện giờ ở Libya là đang quánh giặt cái chết trên đó một ngày bao nhiêu người đó. Máy bay của khối NATO bắn khuấy phá một ngày là chết bao nhiêu chục ngàn người. Rồi còn phe nào ủng hộ, phe nào phản kháng, cái đó có phải là vọng chưa? Tri cái đó có được không? Hay là phải tri vọng nào nữa? Đấy, tôi muốn hỏi chị Tri là ai dạy chị Tri? Tri là cái gì? Để rồi diệt là diệt, lấy cái gì để diệt và diệt cái gì? Cho nên vấn đề tu thiền được rồi, nó quý lắm. Mà mình không có minh sư. Minh sư tên là minh cư, minh sư gì quyền lợi, nói để bảo vệ cái tôn của mình, cái phái của mình, để mình kéo bổn đạo về cho đông cái tôn của mình. Tôn thiệt thì muốn kéo bổn đạo về thiền tôn, tôn tịnh thì là phản bác cái môn tu thiền để kéo bổn đạo về tịnh độ. Kéo bổn đạo về tịnh độ dễ tu hơn. Tịnh độ mà dễ tu à? Tịnh độ mà tu 10 người được 10 người à? Còn thiền tôn mà tu 10 người mà không có tịnh độ là lạc hết chính à? Cái ông tổ đó tôi quơ cái rẹt hủy sạch. Anh đừng tưởng đâu là anh sinh trước rồi anh nói cái gì cũng trúng. Tôi tịnh độ tu 10 người là thành công hết chính. Là thành công hết 9/9 nữa. Còn tu thiền tôn tu 10 người thì 10 người xảy hết là 9. Còn 1. Nghĩa là còn có 1%. Có 10%. Nói như vậy là không phải minh sư. Cái đó là cạnh tranh về quyền lợi, cạnh tranh về tôn phái. Mà cạnh tranh về tôn phái, cạnh tranh về bổn đạo, tức là cạnh tranh về danh vọng, địa vị, tiền bạc, chứ không phải đưa người ta tới cái chỗ giải thoát và giải thoát kỳ chứ. Do vậy cho nên họ gọi là họ tu giới sai, tu định sai, tu tuệ sai. Vì giới định tuệ sai cho nên giải thoát và giải thoát kỳ chứ không có. Cho nên tu hoài cực hoài. Có người tu riết mới chết. Thì chỉ còn được có cái tháp vài ba triệu, vài ba tỷ gì đó vậy thôi à. Mà tháp vài ba tỷ tôi hỏi chứ cái đó quý gì? Tôi hỏi ông, cái tháp của ông 3 tỷ cùng với cái tháp của cái người đệ tử Phật kia, người ta không có tháp, người ta đầm mã đất kia cả. Thì sao? Còn ông cái tháp 3 tỷ ông mới là gọi là quý ưng. Đâu có được. Cái Phật tánh nó không có ở trong cái tháp, nó không có ở trong cái đá mài, đá rửa hay là đá hoa cương gì hết. Vậy mà người tu nào chết rồi cũng phải có cái tháp 2-3-4 tỷ. Rồi còn người Phật tử đâu phải người nào cũng có được cái mồ đá mà đá rửa đâu. Vậy thì người ta sao? Rồi mình dạy người ta là pháp môn tu tịnh độ rồi Phật A Di Đà rước. Vậy thì những người mà cái mộ nhỏ vậy Phật A Di Đà có rước hay không?
mà rất là rất cái gì, rất đi về đâu mới được chứ. Vô vào giáo lý nào mà anh gọi là Phật Di Đà thòng tay xuống nước. Ô cái này nhiều lắm, cái này lớn lắm. Giải quyết vấn đề đó tôi mời tăng ni trẻ, tôi mời Phật tử gần xa để nghe cái những cái băng trước đây là tôi giảng về Như Quyển Thiền Sư Thi Tập, gần đây là tôi giảng về ngón tay chỉ trăng. Ngón tay chỉ trăng của tôi là có 150 bài đối tượng tham thiền, mà tôi giảng nay là được 136 bài đối tượng tham thiền. Còn như cái quyển như quyển Thiền Sư Thi Tập đó là lập trường tôn chỉ của tôi đã gợi ý trong đó, tôi tà hiển chánh đã gửi gói ghém gửi ở trong đó để cho Phật tử gần xa nghe. Mà nếu các chị chịu nghe cái đó thì các chị có thể nghe là gần 500 giờ đồng hồ diễn giảng vậy nè, khỏi mất công đi tới mà tìm tôi mà tốn nãy giờ này, có người tốn bột trong này là khỏi tốn cũng được. Bữa mấy ngày tôi tặng dĩa, tôi dạ tặng cái bộ giáo lý tứ thế này là về mà các vị nghe. Tôi mời nghe thôi chứ tôi không biểu là các vị nghe rồi là phải đùm đề mua quà quả đồ gì để đi xin pháp danh để làm đệ tử tôi, rồi tôi đệ tử dự liệu hương, dự liệu hoa, dự liệu mai, dự liệu thiện gì đó, có chữ liệu đồ tôi đâu không có, không làm cái trò đó. Thiện là thiện liễu minh tâm, thiện liễu tránh, thiện liễu hồng hạnh gì vân vân, nghĩa là kèm chữ liễu vô đặng cho đừng ai quên cái chữ liễu lên đường của tôi, đừng làm cái đó, cái đó là dởm rồi. Cho nên tôi muốn nhắc cho Phật tử là mình muốn tìm chánh là mình phải biết tà, mình phải biết cái đó tà thì mình mới là không lầm cái tà, mà mình đi chọn cái chánh. Mình phải biết cái món ăn đó là ăn có thể ngộ độc thực phẩm, không hợp vệ sinh, thì mình mới biết đi chọn cái đồ cao cấp mình mua. Mà muốn biết cái đồ nào cao cấp ngon mà mua thì đương nhiên mình cũng phải biết là cái món đồ đó là đồ dở, đồ dởm, đồ không hợp vệ sinh. Cái đó là heo tai xanh, cái đó là gà hắc đá bên này một. Mà muốn tránh gà hắc hang năm này một, muốn tránh cái thịt heo lai xanh thì mình phải biết cái dấu hiệu của cái hàng tốt đó là sao, và cái màu sắc của thịt tốt hàng tốt đó là sao thì mới tránh được. Do vậy cho nên là muốn biết tránh là phải có cái con mắt nhận thức về tà, mà phải biết nhận thức thấy biết rõ về tà thì mình mới tránh, mới bỏ nó đi để tìm cái tránh. Cho nên cái vấn đề văn như tư, tư như tu, nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành, suy nghĩ rồi ứng dụng, cái đó quý lắm. Thế thì hôm nay tôi gửi gắm đến là vậy đó, coi như những lời nhắc nhở cho tăng ni trẻ cũng như Phật tử trẻ gần xa. Đó, hết giờ là tìm nhờ cái đây vậy. Bây giờ là 9:40. Tôi xin gần chúc tất cả đều thành tâm thường an lạc. A Di Đà Phật. Bữa nay thì tôi nói nhiều đó là nhiều rồi đó. Phật của nó đâu có nói, Phật đã trước đây 4 năm đã đi rồi. Xin lỗi. Chúng sanh vô biên nguyện độ. Trong ý nghĩa trong quý đó, sự hiện diện của Hòa Thượng hôm nay phải chăng Ngài là hiện thân của Bồ Tát Hạnh, không quên lời tái nguyện đàm hoa, chèo thuyền vào vòng sanh tử độ tha, đưa chúng con đến bờ an vui giải thoát. Chúng con nguyện phát huy khả năng trí tuệ, lấy lý tưởng giải thoát làm mục đích tối hậu, sống đời phạm hạnh tri túc, lấy sự nghiệp giới định huệ làm tư lương trên bước đường trở về với Như Lai viên giác dự tâm của chính mình. Buổi thuyết giảng của Hòa Thượng Pháp Sư đến đây đã viên mãn.
lời kính chúc pháp thể khinh an, tâm thị trường xuân xuân bất lão, thân thường vĩnh thọ thọ vô cương, để tiếp tục làm thạch trụ cho đạo pháp lợi lạc quần sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.